tử vi tháng 12 năm 2024 cho 12 cung hoàng đạo. FNL xin gửi tới các bạn tử vi tháng 12 năm 2024 về các mặt sự nghiệp, tình duyên, tài chính. Đừng quên bấm đăng ký kênh FNL để cập nhật những video mới nhất. 1. Bạch Dương. Bây giờ là thời điểm quan trọng để Bạch Dương suy ngẫm về những khía cạnh sâu sắc hơn của cuộc sống và nhận ra điều gì thực sự quan trọng. Tháng này có những cơ hội đầy hứa hẹn mà bạn nên nắm bắt mà không do dự. Bắt đầu một hành trình dài có khả năng mang lại nhiều ánh sáng và niềm vui hơn cho cuộc sống của bạn. Hơn nữa, bạn có cơ hội nổi tiếng và được nhiều người công nhận vào giữa tháng. Hãy chuẩn bị tinh thần, Bạch Dương, cho một tháng phấn khởi tràn đầy năng lượng sống động và những cơ hội thú vị. Giai đoạn vũ trụ đã sẵn sàng với sao Hỏa, người cai quản vận mệnh của bạn khắp sáng ngọn lửa tham vọng sâu thẳm bên trong bạn, thúc đẩy bạn hướng tới mục tiêu của mình với niềm đam mê vô song. Vào giữa tháng, những bạch dương độc thân có thể trải qua nỗi khao khát lãng mạn và mong muốn tìm được nửa kia hoàn hảo của mình, nhưng họ có thể cảm thấy hơi buồn vì mong muốn này vẫn chưa thành hiện thực. Tuy nhiên, cuộc sống tình yêu của những người bạch dương đang trong các mối quan hệ cam kết có thể bị ảnh hưởng từ gia đình, dẫn đến những thách thức tiềm ẩn. Nếu bạn duy trì được nền tảng vững chắc, mối quan hệ giữa bạn và người đó sẽ ngày càng bền chặt hơn. 2. Kim Ngưu. Đối với Kim Ngưu, các vì sao sẽ liên kết có lợi cho bạn trong tháng này, mang đến cho bạn tiềm năng hoàn thành mọi điều bạn mong muốn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải ưu tiên chăm sóc sức khỏe của bạn. Đã đến lúc chuyển sự chú ý của bạn sang những khả năng đáng kinh ngạc hiện đang trong tầm với của bạn. Tháng này tràn ngập vô số cơ hội nghề nghiệp đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức. Hãy chuẩn bị hành động nhanh chóng và tận dụng tối đa những cơ hội này. Hãy hành động táo bạo nếu bạn muốn đạt được thành công. Mặt khác, hãy thận trọng khi mua sắm bốc đồng và chi tiêu tiền. Vào tháng 12, Kim Hieu sẽ trải qua cảm giác ổn định và an toàn mạnh mẽ. Khi Kim Hieu đang trong một mối quan hệ Điều quan trọng là phải lắng nghe tích cực mong muốn của đối tác để hiểu sâu hơn về họ. Ngoài ra, điều quan trọng là phải cởi mở giao tiếp cảm xúc của riêng bạn. Đối với đời sống tình cảm của bạn trong tháng này, sẽ rất có lợi nếu bạn mở lòng và thể hiện sự tự tin hơn khi ở bên đối tác. Khám phá sức mạnh của việc kết nối với người khác ở mức độ sâu sắc hơn, chấp nhận sự yếu đuối thay vì dựa vào sự phỏng đoán để hiểu cảm xúc của họ. 3 Song Tử. Hãy chuẩn bị cho một tháng tràn ngập những hoạt động trí tuệ kích thích và những tương tác xã hội sôi động trong tháng 12 năm 2024, Song Tử. Với sao Thủy di chuyển qua cung Nhân Mã đầy phiêu lưu, sự tò mò của bạn là vô hạn. Hãy đón nhận những trải nghiệm mới và tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi với nhóm của bạn. Có vẻ như Song Tử đang trải qua cảm giác trì trệ và không hài lòng trong công việc. Vì vậy, Hãy nhanh chóng hành động để mang lại sự chuyển đổi. Hãy chịu trách nhiệm và hướng năng lượng của bạn theo con đường bạn đã chọn để đảm bảo tiến triển theo đúng hướng. Ngoài ra, tham gia các hoạt động xã hội có thể mang lại lợi ích lớn cho bạn trong tương lai. Tháng này, chuyện tình cảm của Song Tử đang bay cao như diều gặp gió, hứa hẹn một khoảng thời gian vui vẻ và thú vị với người đặc biệt đó. Một song tử độc thân có thể hưởng lợi từ việc đón nhận những cảm xúc mới và nỗ lực kết nối với người khác. Bằng cách hòa nhập và tỏa ra sự tích cực, họ có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của ai đó hơn. 4. Cự giải. Đối với những người thuộc cung Cự giải, sẽ rất lý tưởng nếu tìm kiếm một công việc cho phép họ thể hiện kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ của mình và phát triển trong một môi trường năng động duy trì sự tập trung và kiên cường là điều quan trọng để đạt được thành công ngay cả khi phải đối mặt với những thất bại nhỏ sẽ rất có lợi cho bạn nếu chịu trách nhiệm về tình hình tài chính của mình thật khôn ngoan khi tham khảo ý kiến của một người có chuyên môn để nhận được sự hướng dẫn có giá trị một câu chuyện tình yêu và sự lãng mạn hấp dẫn diễn ra dưới bầu trời đêm đầy sao Hãy dành thời gian cần thiết để suy ngẫm và trẻ hóa sau những trải nghiệm đầy thử thách mà bạn đã đối mặt. Hãy thận trọng khi theo đuổi mối quan hệ tình cảm với người mà bạn đã ấp ủ tình cảm trong bí mật. Tình yêu đích thực tiết lộ rằng người đó có thể không phù hợp với hình ảnh lý tưởng của bạn về họ. 5. Sư tử. Sư tử, bạn có thể mong đợi tháng này sẽ là một giai đoạn thực sự bổ ích và thành công. Công sức chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp và mang lại cho bạn niềm vui vô bờ bến. Các mối quan hệ và bất đồng sẽ được giải quyết dễ dàng. Vào tháng 12, tình hình tài chính của bạn vẫn ổn định và bạn sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi cho những thay đổi tích cực và sáng kiến thú vị mà bạn đã thực hiện. Sư tử dường như đang ưu tiên công việc hơn chuyện tình cảm. Tại sao không thử sắp xếp một buổi hẹn hò và chia sẻ cởi mở suy nghĩ của mình để hiểu nhau hơn? Những sư tử độc thân có thể thấy mình ngạc nhiên thú vị vào nửa cuối tháng này, vì người trong mộng của họ có thể xuất hiện. 6. Sử nữ. Trong tháng này, những người sinh ra dưới cung Sử nữ cần phải tập trung vào các nỗ lực nghề nghiệp của mình. Đây là thời điểm hoàn hảo để tinh chỉnh những khát vọng cá nhân, chú ý đến ngoại hình và tự hào thể hiện kỹ năng của mình. Mặc dù dành thời gian cho sự nghiệp là điều quan trọng, nhưng việc duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống cũng quan trọng không kém có nhiều nhiệm vụ có thể gây ra thách thức trong việc hoàn thành trách nhiệm công việc của bạn vui lòng đừng ngần ngại tìm kiếm sự trợ giúp từ những người xung quanh những nỗ lực lãng mạn của xử nữ trong tháng này có thể gặp phải một số biến động những bất đồng có thể leo thang đôi khi đến mức đáng lo ngại hãy vui vẻ lên và tránh coi mọi thứ quá nghiêm trọng Giao tiếp cởi mở và trung thực là một cách tuyệt vời để hàn gắn mọi bất đồng. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, đừng ngần ngại tìm kiếm sự hướng dẫn từ những người thân thiết nhất với bạn. 7. Thiên Bình. Thật không may, tháng hiện tại có thể không mang lại tin tốt vì những nỗ lực nghề nghiệp của họ có thể gặp phải một số thách thức. Điều quan trọng là phải tập trung vào điểm mạnh của bạn và nỗ lực phát huy chúng. Sẽ rất có lợi cho bạn nếu lập một danh sách toàn diện các nhiệm vụ và sau đó xác định thứ tự quan trọng của chúng. Thiên Bình dường như có rất nhiều sự bối rối và không chắc chắn khi nói đến các vấn đề của trái tim. Có vẻ như có sự mất kết nối giữa hai bạn và sẽ có lợi cho cả hai bên khi tham gia vào giao tiếp cởi mở và chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc. Tháng 12 là thời điểm thuận lợi để bạn thư giãn và khám phá sự tĩnh lặng bên trong theo dõi những thăng trầm của cuộc sống. Quyết định có nên kiên trì hay buông bỏ hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Hãy đưa ra quyết định một cách cẩn thận. 8. Bọ cạp. Bọ cạp nên ưu tiên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân để nghỉ ngơi. Hãy dành một chút thời gian để ưu tiên chăm sóc bản thân và cho phép cơ thể bạn thư giãn, phục hồi trạng thái khỏe mạnh tự nhiên. Tháng này, vô số cơ hội sẽ tự xuất hiện với bạn. Tuy nhiên Điều quan trọng là bạn phải biết phân định và cẩn thận lựa chọn cơ hội có lợi nhất. Theo các vì sao, tình hình tài chính của bạn trong tháng này có vẻ khá hứa hẹn. Có vẻ như may mắn sẽ đứng về phía bạn khi nói đến tiền bạc và bạn cũng có thể mong đợi sự hỗ trợ từ những người thân yêu của mình. Cuộc sống tình cảm của cung bọ cạp tràn ngập sự yên bình. Hãy nỗ lực tăng thời gian chất lượng dành cho nhau lắng nghe nhau một cách tích cực và hỗ trợ nhau khi đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Tháng này mang đến cơ hội hoàn hảo để bạn và đối tác thư giãn hoặc bắt đầu một hành trình. Nhấn mạnh sự đồng cảm và thấu hiểu sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định về mặt cảm xúc bất chấp những bất đồng nhỏ. Những cung bọ cạp hiện đang độc thân có thể có cơ hội tuyệt vời để gặp được một người thực sự đặc biệt trong hành trình lãng mạn của họ. 9. Nhân mã Tháng này, Nhân Mã sẽ có lợi nếu duy trì quan điểm tích cực về mọi thứ. Điều quan trọng là phải tiếp cận các tình huống với tư duy bình tĩnh và sáng suốt, vì việc tham gia vào các cuộc tranh cãi và xung đột sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Hãy thoải mái theo đuổi sở thích và đam mê của bạn. Thông qua sự tận tụy và đam mê của mình, bạn sẽ không chỉ đạt được kết quả tích cực mà còn nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của những người trong vòng kết nối của bạn nhân mã đôi khi có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình điều này có thể dẫn đến những cơn bộc phát thỉnh thoảng có thể làm người khác khó chịu nếu bạn muốn vun đắp một mối quan hệ hòa hợp bạn nên tham gia vào các cuộc thảo luận cởi mở và bình tĩnh để giải quyết và tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề có thể phát sinh nếu bạn còn độc thân bạn sẽ thấy mình được bao quanh bởi vô số cơ hội tình yêu có những người mai mối do gia đình hoặc bạn bè giới thiệu Hãy mở lòng đón nhận khả năng có được tình yêu mới và đón nhận nó vào cuộc sống của bạn. 10. Ma kết. Trong nửa đầu tháng 12, bạn có thể gặp một số thách thức. Ma kết, điều quan trọng là phải chú ý đến tài chính tại nơi làm việc và chi tiêu của bạn trong tháng này. Có thể có một số thách thức trong gia đình, nhưng bạn nên buông bỏ chúng. Sẽ rất có lợi cho bạn khi dành một số khoảnh khắc yên bình cho bản thân. Điều này sẽ giúp bạn minh mẫn hơn trong suy nghĩ và mở đường cho một khởi đầu mới. Trong thời gian này, tình yêu trở thành trọng tâm quan trọng đối với Market. Hãy chuẩn bị cho một tháng tuyệt vời sắp tới, tràn ngập những trải nghiệm khó quên và làn sóng cảm xúc tuyệt vời trong đời sống tình cảm của bạn. Những người độc thân sinh ra dưới cung Market có thể thấy mình bất ngờ bị thu hút bởi một ai đó. Có thể đáng để cân nhắc tận dụng cơ hội này. 11. Bảo Bình. Bảo Bình tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ và góc nhìn mới mẻ về cuộc sống, cho dù đó là bắt đầu một hành trình mới hay tìm ra những cách sáng tạo để cải thiện tình hình hiện tại của họ. Điều quan trọng là phải cởi mở với quan điểm và sự hướng dẫn của người khác. Hơn nữa, bạn có thể mong đợi vô số triển vọng nghề nghiệp thú vị trong tháng này. Nên thận trọng khi mua hàng hoặc đưa ra quyết định tài chính. Hãy dành thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn của bạn và thu thập tất cả thông tin cần thiết trước khi cam kết bất cứ điều gì quan trọng. Tháng 12 mang lại cảm giác yên bình cho tình yêu và các mối quan hệ đối với Bảo Bình. Tuy nhiên, có thể có một số bất đồng nhỏ phát sinh từ sự hiện diện của một đối tác lãng mạn trong quá khứ. Đối với Bảo Bình độc thân, điều quan trọng là phải tích cực tham gia các hoạt động xã hội bằng cách thể hiện bản thân. Bạn có thể có cơ hội gặp gỡ một người thú vị và tạo ra những kỷ niệm lâu dài. 12. Song Ngư. Song Ngư có thể mong đợi một tình hình tài chính tích cực như một điểm sáng trong tháng 12. Tuy nhiên, sẽ là khôn ngoan nếu kiềm chế không đưa ra các cam kết tài chính đáng kể. Bây giờ là lúc để tin tưởng vào khả năng của chính mình và có cái nhìn tích cực hơn để nâng cao cuộc sống nghề nghiệp của bạn sẽ là khôn ngoan nếu bạn tập trung vào những vấn đề chưa được giải quyết và các nhiệm vụ chưa hoàn thành trong thời gian này khả năng trực giác của bạn có thể không còn nhạy bén như trước đây tình yêu có thể mang lại nhiều xung đột cho song ngư để giải quyết hiệu quả vấn đề đang gặp phải điều cần thiết là bạn phải giao tiếp cởi mở và trung thực với đối tác của mình khía cạnh quan trọng nhất cần xem xét là phải có niềm tin vào cá nhân đó ngoài ra ảnh hưởng của tình bạn sẽ rất quan trọng đối với bạn trong suốt tháng này cảm ơn bạn đã xem video hãy đăng ký kênh fnl vận mệnh và nhân sinh để cập nhật những video mới nhất